vẫn bơ phơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm như sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc
dành cho chúng ta một đời. Chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân, tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng, hoa đào tươi thắm, như tình yêu, như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về, làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy, chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi, thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Mỗi khi xuân về, làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy, chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi, thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Trong những tiếng chúc mừng hạnh phúc trong những ngày vui trọng đại này, với một cái không gian rộng mở ngập tràn niềm vui, thế ngoài để tôn vinh hạnh phúc và tình yêu, thì gia đình ông Hiền và bà Hiền còn dành riêng phần trọng này để cốc kết nối tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bằng hữu, những đối tác tin cậy và bền vững. Và ngay bây giờ, thưa quý vị thân mến, những giá trị lớn nào đó sẽ được làm sáng tỏ và sâu sắc hơn khi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với những người làm chương trình của chúng tôi dành những tràng pháo tay xứng đáng để chào đón sự diện của ông Hiền và bà Yến, cô dâu Phương Liên và các thành viên trong gia đình. Xin lên sân khấu hiện diện ra mắt và cảm ơn toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, lúc này thì em xin Tuấn Linh xin mạn phép thay lời toàn thể quý vị. Chúng ta cũng sẽ dành một lời cảm ơn xứng đáng cho gia đình ông Hiền và bà Yến, những người đã kết nối, đã gửi đi những thông điệp, những lời mời chân thành để cho chúng tôi và quý vị đạt được chứng kiến câu chuyện hạnh phúc và niềm vui. Xin được bắt tay chúc sức khỏe ông Hiền, bắt tay chúc sức khỏe bà Yến và xin được chào đón các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì em xin Tuấn Linh đứng trên sân khấu, dù có nói ngàn lời cảm ơn thì cũng không đền đáp được tất cả công sức và tâm huyết của toàn thể quý vị đã dành cho gia đình ông Hiền và bà Yến, dành cho hạnh phúc tương lai của cô Xuân Phương Liên. Nhưng ngay bây giờ sẽ có một món quà, một thông điệp tràn đầy tình cảm và sâu sắc xin được trao gửi tới toàn thể quý vị. Khi ngay bây giờ ban tổ chức của chúng tôi xin được giới thiệu ông Hiền và bà Yến cùng các thành viên trong gia đình xin được cúi chào ra mắt, cảm ơn và tri ân toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ xin mời ông Hiền sẽ chia sẻ cảm xúc của mình, chắc chắn cũng sẽ gửi đi những lời cảm ơn ý nghĩa và tuyệt vời. Vâng, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hai họ, nội, ngoại, kính thưa quý quan khách cùng các nam thanh nữ tú, lời đầu tiên thay mặt cho gia đình tôi xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Vâng, kính thưa các cô, thưa quý quan khách, hôm nay là ngày lành ngày tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi, Phương Liên và Quốc Tiệp. Vâng, thay mặt gia đình, tôi xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng các quý quan khách thân quý nâng ly rượu hồng mừng hạnh phúc cho gia đình và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn và chúc các cụ, các ông, các bà cùng quý quan khách dự bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng. Tôi xin hết. Xin được chúc mừng ông Hiền, ông đã nói lên được những cái giai điệu, những cái thông điệp mà chúng tôi nghĩ rằng trong những ngày qua
là ông đã ấp ủ và cất giấu ở một phần trang trọng trong trái tim của ông. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ bên những bản tin chúc mừng hạnh phúc, điều quý vị cần làm ngay bây giờ lại hãy rót đầy những ly đồ uống mà quý vị hướng tới nhất đi ạ, để chúng tôi hy vọng rằng với trọng trách và sứ mệnh của mình không bỏ lỡ và để một ai sẽ bị lạc lõng giữa giai điệu của hạnh phúc và niềm vui. Xin mời quý vị cùng nâng ly ạ. Xin mời quý vị nâng cao ly của quý vị lên ạ. 1, 2, 3 Có một chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Nhạc dập dình nhạc quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Mừng anh nhé hạnh phúc,
đẹp như mơ. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặn xui. Xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nói xong mà rồi, nếu tiện cái tụi mình tất luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng, cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặn xui. Xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó sớm quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chị em sắp nhỏ nó xong à rồi, nếu tiếc nó tụi mình tất luôn chuyện chị với tôi. Thank you.
hồng đôi lứa cùng nhau. Quan viên hai họ đông đúc tới đây chúc mừng duyên thắm cao trầu. Thiệp hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé giữa bông khăn hồng khung khánh đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như thế môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm
vòng tay ngập tràn tình hạnh phúc. Hát đi anh khúc xuân hồng. Biểu lộ cảm xúc của mình bằng những tràng vỗ tay sầm lớn nhé.
Thưa quý vị thân mến, được đón tiếp sự chờ đợi, những tình cảm nồng ấm và sự quan tâm đặc biệt của toàn thể các quý ông quý bà, những vị khách quý của gia đình ông Hiển và bà Yến trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay, thì ngay bây giờ MC Tuấn Linh xin được giới thiệu đấng sinh thành của hai bên gia đình cùng cô dâu Phương Liên, chú rể Quốc Tiệp, nghệ sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Mai Lan, nghệ sĩ Đan Phương và nghệ sĩ Trúc Chi xin được cúi chào ra mắt và cảm ơn toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, để gửi đi những thông điệp sâu sắc và chân thành cảm ơn tới sự diện của quý vị trong ngày vui hôm nay, một mình MC Tuấn Linh sẽ không thể gánh cực được cái trọng trách lớn lao như thế này. Chính vì vậy mà ngay bây giờ, trọng trách ý nghĩa thiêng liêng đó chúng tôi sẽ được trao gửi cho ông Hiển, sẽ đại diện cho hai bên gia đình, đại diện cho các nghệ sĩ và đại gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác, hai họ, nội, ngoại, kính thưa các quý, các cách gần xa cùng các lan tay nữ tú, lời đầu tiên thay mặt cho gia đình tôi xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Vâng, kính thưa các cụ, thưa các quý quan khách, hôm nay là ngày lành tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi. Tôi đại diện cho gia đình xin gửi lời chúc, lời cảm ơn đến các cụ, con, các bà cùng toàn thể các quý quan khách gần xa đã bớt chút thời gian đến chung vui dự bữa tiệc cùng gia đình. Thay mặt gia đình tôi cũng biết nói lời xin trân trọng cảm ơn và chúc tất cả các cụ ông bà cùng các quý quan khách dự bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng lời phát biểu tri ân, lời chào rất là ý nghĩa của ông Hiểu đại diện cho đấng sinh thành của hai bên gia đình, cho đại gia đình nhà gái, đặc biệt là cho lứa đôi Quốc Tiệp và Phương Liên. Thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi cũng mong muốn quý vị hãy dành một sự chào đón và cảm ơn xứng đáng cho hai bên gia đình, cho cô dâu và chú rể, đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng mà chúng ta luôn trân quý và yêu thích đã vượt mọi chặng đường, mọi trở ngại, những chặng đường rất là xa xôi, đặc biệt là ca sĩ hải ngoại Đan Phương đã đáp chuyến bay nhanh nhất để về đến lãnh thổ Việt Nam, rồi được sự đón rước của gia đình ông Dũng và bà Yên, đặc biệt là qua sự kết nối rất là tận tụy và nhiệt tình cũng như chuyên nghiệp của nghệ sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Mai Lan, nghệ sĩ Trúc Chi. Chính vì vậy mà chúng tôi đang muốn lắng nghe một tràng vỗ tay được truyền tải từ tất cả những trái tim của toàn thể quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, hôm nay thì rất là vinh dự và may mắn cho các nghệ sĩ đến từ Bắc Trung Nam rồi đến từ Hoa Kỳ được hiện diện trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc, được hiện diện trong mảnh đất linh thiêng, địa linh nhân kiệt, đó là làng Dừa Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, chắc chắn là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với các nghệ sĩ. Chính vì vậy mà ngay bây giờ ban tổ chức xin giới thiệu lời chia sẻ đến từ nghệ sĩ Long Nhật. Dạ, lời đầu tiên cho phép con là ca sĩ Long Nhật xin gửi đến tất cả các cụ, các ông, các bà, các bậc ba má, các cô chú, các anh chị, các bạn và các em, những vị khách quý của gia đình nhà gái đang đến dự tiệc vui quy, và chiều nay sẽ là lễ thành hôn của hai con Quốc Tiệp và Phương Liên. Xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới, lời chào yêu thương và nồng nhiệt nhất cả. Cảm ơn quý vị, sự thật là rất là vinh dự. Và cái buổi tiệc hôm nay ở nhà gái cũng là một sự bất ngờ. Đây là một sự bất ngờ. Ngày hôm qua, vâng, ngày hôm qua Lâm Nhật và Trúc Chi, Bolero là con gái lớn của Lâm Nhật đó. Trúc Chi đưa vẫy tay lên cao cho đó. Đó là con gái lớn của Lâm Nhật.
con gái định cư tại bên Mỹ nhưng mà Lâm Nhật đã đưa về Việt Nam luôn sau khi dịch giả quá mấy hai năm vừa rồi, hơn một năm vừa rồi dịch giả quá. Lâm Nhật đưa con gái từ bên Mỹ về Việt Nam và quyết định cho con phát triển sự nghiệp tại quê nhà luôn. Còn Đan Phương là đang là ca sĩ độc quyền của trung tâm ban nhạc ca dao của dân ca Trung Tử Lưu tại Hoa Kỳ, tại bên Mỹ. Và cũng hai năm nay Lâm Nhật khuyên Đan Phương là em nên ở lại Việt Nam, khoan trở lại Mỹ đã và để mà phát triển sự nghiệp. Còn em gái đứng cạnh Lâm Nhật đây là nữ ca sĩ Mai Lan, giải nhất Bolero 2018 của VTV Đài Truyền Việt Nam. Và em vừa có một chuyến lưu diễn trước khi bị dịch đó, thì em có một chuyến diễn rất là thành công tại châu Âu trở về. Lâm Nhật, Mai Lan, ca sĩ hải ngoại Đan Phương và con gái Trúc Chi. Cảm ơn gia đình anh Dũng và chị Duyên là bố mẹ của chú rể Quốc Tiệp. Đã có một cái sự bất ngờ là bởi vì chương trình khi mà mời hát á, là chỉ mời hát tối hôm qua ở bên sân vận động bên Đàn Trang thôi hả Dũng hả? Chỉ mời hát ở bên kia đêm sân vận động tối qua bên Đàn Trang, một cái live show rất là lớn. Và chiều nay 16 giờ sẽ hát tại sân khấu lớn bên Đàn Trang để đón cô dâu về bên đó. Nhưng mà tối qua làm xong vui quá, xong mấy anh em, mấy bạn là Dũng đã bây giờ mình làm một cái món quà bất ngờ dành cho bên gái đi. Sáng nay các nghệ sĩ chưa có dậy sớm, trang điểm, mặc đồ đẹp và đã đến đây để chúc mừng cho bên đàn gái. Đây là một cái món bất ngờ của gia đình đàn trai dành cho bố mẹ của Hương Liên, dành cho Hương Liên và dành cho tất cả quý vị ở bên đàn gái Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Nhật rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu ông Dũng đại diện cho gia đình đàn trai cũng sáng con những lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Anh ơi. Vâng, lời đầu tiên cho tôi thay mặt cho họ nhà trai cũng là đấng sinh thành ra cháu Phúc Tiệp xin gửi tới lời chào đến quý các cụ, quý ông bà, quý cô bác anh chị cùng các bạn lam thanh nữ tú của con dâu tôi và cũng như con trai của tôi gửi tới lời chào, lời kính chúc trân trọng nhé. Vâng, kính thưa quý các cụ, quý ông bà, cô bác, anh chị cùng toàn thể các quý vị. Hôm nay, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cũng như lễ cưới quy bên nhà gái được sự thịnh tình của các cụ, các ông, các bà, quý cô bác, anh chị đã bớt chút thời gian vàng ngọc về với gia đình ông bà Hiển cũng như chiều nay về hôn trường nhà trai để dự buổi lễ thành hôn mừng cho con chúng tôi và chúc phúc cho hai gia đình chúng tôi. Sự thịnh tình của các cô, của quý vị, gia đình chúng tôi xin tạm dạ ghi lòng. Không biết nói gì hơn, cúi đầu xin cảm ơn tất cả các quý ông, quý bà, quý cô bác anh chị cùng các bạn nam thanh nữ tú xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đấng sinh thành hai bên gia đình và bây giờ thì xin mời đấng sinh thành hai bên gia đình dẫn lối hai con tiến gần những bạn để chúc mừng hạnh phúc. Còn chúng tôi dành hàng ghế danh dự để chào đón các nghệ sĩ, xin mời. Và chúng tôi chờ đợi một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chương trình biểu diễn nghệ thuật chính thức được bắt đầu. Món quà âm nhạc đầu tiên, ngay bây giờ chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu ca sĩ hải ngoại Đan Phương sẽ gửi tới quý vị những món quà âm nhạc ấn tượng và tràn đầy tình cảm. Nam Phương xin phép được hát một bài hát tặng cho cô dâu và chú rể nhân dịp ngày vui hôm nay, một sáng tác của đàn trai Nam Phương có tựa đề này là Khát Tốt. Xin quý vị chăm phát tay ạ. Cảm ơn. Mặn mà
lành tháng tốt, ta cùng nhau sức ngọt sẽ vui. Giàu sang hay cơ hàng, một lòng chung thủy bên nhau. Bệnh tật hay ốm đau, ta cùng nhau đi hết đường đời. Trăm năm hạnh phúc. Xin kính chúc quý vị dùng bữa tiệc thật là phong phú và thoải mái. Ngày lành tháng tốt, ta cùng nhau sức lòng sẽ vui. Giàu sang hay khờ hạt, một lòng chung thủy bên nhau. Bệnh tật hay ốm đau, Mai Lan. Và ngay sau đây, chúng ta vừa mới đón một mùa xuân thật hạnh phúc bên những người thân yêu và gia đình của mình. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng chúc phúc trong một không gian ấm cúng. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác của nghệ sĩ Phan Bảo Hoa, ca khúc Mùa Xuân và Miếng Là Hoa.
với tiếp theo. Đối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng chào đón một ca sĩ trẻ là người con gái đáng yêu của nghệ sĩ Lâm Nhật. Đó là ca sĩ Trúc Chi sẽ gửi tặng quý vị những món quà âm nhạc tiếp theo. Xin mời chương trình. Gửi quý vị một bài nghệ sĩ là Hà Linh, khúc mang tên Căn Nhà Màu Tím. Và cái khúc này con sẽ dâng cho những người chơi đón tiếp của con, đó là bài sang nghe lâu như cả quý vị có thể cho ba con một tràng pháo tay lớn lên có đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Càng thường thương đôi môi đầy nhựa sâu.
cảm ơn con gái rồi để ba nhắc xuống. Mỗi lần mà thấy Mai Lan với Trúc Chi mà leo lên xuống sân khấu là lo lắm hai chị em đó. Đứa nào nó đang đứng cái hai cái ghế cho nên mang hai mươi bút mà đứng dài hai cái ghế cao dữ sao bị ngã. Cảm ơn quý vị, anh mời hát cái bít này nha, cái bít này bít chính rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Quý vị nghe nữa mà hay là để dành một lát chiều mình đóng vô rồi mình nghe luôn. Dạ, hay là nghe luôn bây giờ thì vỗ tay là nghe luôn bây giờ, một tay lớn này. Cảm ơn quý vị, quý anh chị và các bạn. Thạch Thất Hà Nội, Thanh Thùy, xã Thanh Thùy à, thôn gì? Rùa Hà, thôn Rùa Hà, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trời, những cái tên đẹp quá. Rùa Hà, và lắm mình cứ nhớ là Rùa Hà, lắm mình cứ nhớ là một cái miền hà. Cảm ơn quý vị, ở trong Long An á, ở trong miền Nam thì có một cái miền hà. Quý vị nhớ là nhận hát cái bài Anh ở đầu sông em cuối sông, thì trong đó có cái câu là ôi bát ngát chân trời miền hà, thì ở đây là Rùa Hà, thôn Rùa Hà, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang diễn ra một cái sự kiện rất là trọng đại, rất là hạnh phúc, rất là happy. Đàn gái đang sửa soạn cho cô dâu Phương Liên xinh đẹp để chiều nay được quốc tiệc đón nàng về dinh. Lần này xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc rất ý nghĩa, rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Tây Tơ, Đám Cưới Trên Đường Quê Hương. Nốt bài này. Này, Dũng. Anh Dũng là ba của chú rể, là tổng đạo diễn trên đây này. Ca sĩ hát trên đây, và đứng ở dưới là kèm, giống như kèm kèm. Bỏ tay lên nhạc lớn.
bạn. Vâng, chương trình ca nhạc tập dừng ở đây. Lâm Nhật xin mời ca sĩ MC Tuấn Linh trở lại sân khấu để các nghệ sĩ vào trong sửa soạn chuẩn bị chương trình live show chiều nay. Đại lễ thành hôn đón dâu rước cô dâu Hương Liên về với nhà trai chú rể Quốc Tiệp. Một lần nữa cảm ơn quý vị, chúc quý vị sức khỏe, may mắn và thành đạt. Xin chào tạm biệt. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông,
rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có không sống lâu, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Để buổi lễ vu quy trọng đại sẽ được diễn ra ngay bây giờ, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hiện diện tại trung tâm sân khấu là bà Yên, đấng sinh thành của chú rể Quốc Tiệp. Và xin trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai cùng chú rể Quốc Tiệp tiến lên trung tâm sân khấu. Xin mời. Và ngay bây giờ trên trung tâm sân khấu, chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào mừng hiện diện của ông Hiền và bà Yến cùng vị đại diện đáng kính của nhà gái. Xin mời.
thì ngay bây giờ ban tổ chức của chúng tôi xin được giới thiệu những nhân vật quan trọng đang hiện diện tại trung tâm sân khấu. Đó là chú rể Quốc Tiệp, vị đại diện gia đình nhà trai, mẹ của chú rể Quốc Tiệp, đấng sinh thành của cô dâu Hương Liên, vị đại diện đáng kính của họ nhà gái. Ngay bây giờ xin phép cúi chào ra mắt toàn thể quý vị để buổi lễ quốc quy chính thức được bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã về với buổi lễ quốc quy trọng đại ngày hôm nay. Ngay bây giờ cho phép em xin Tuấn Linh xin được gửi đi một thông điệp trang trọng, chân thành và tràn đầy tình cảm, được thay lời cho hai bên gia đình. Về phía nhà gái, chúng tôi thay lời cho ông Hiền và bà Yến. Về phía nhà trai, chúng tôi thay lời cho ông Dũng và bà Yên, cùng cô dâu Phương Liên và chú rể Quốc Tiệp. Đồng thời cũng xin được thay lời cho hai vị đại diện đáng kính của hai bên gia đình. Xin hướng tới diện diện của toàn thể quý vị với lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, để gắn kết và bồi đắp cho hạnh phúc tương lai của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên, thì trong những ngày qua, đồng hành với thời gian, hai bên gia đình đã tổ chức những nghi thức, những sự kiện mang đậm nét văn hóa và truyền thống hôn nhân của người Việt Nam, như lễ trang ló, lễ ăn hỏi, nghi thức xin cưới và dẫn cưới đã được hai bên gia đình chuẩn bị và tổ chức chu đáo, mang màu sắc của văn hóa, của tâm linh, của những lời cầu ước tốt đẹp. Rồi sau những cuộc gặp lịch sử thì hai bên gia đình đã lựa chọn ngày hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021, cũng nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, tại trung tâm hôn trường lịch sử của họ nhà gái tổ chức buổi lễ quốc quy nhằm chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Phương Liên và chú rể Quốc Tiệp. Xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng cho buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, những lý do lớn lao chính đáng sẽ được làm sáng tỏ và sâu sắc khi ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Vâng, xin kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, cùng toàn thể các vị khách quý của họ nhà gái. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Quốc Tấn, bác ruột của chú rể Quốc Tiệp. Được sự ủy quyền của ông bà Dũng, Yên và các cụ, công các bà, quan họ nhà trai, cho phép tôi được đại diện họ nhà trai chuyển lời thưa chuyện tới các cụ, công các bà, quan viên họ nhà gái. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt đoàn họ nhà trai xin gửi tới các cụ, công các bà, cùng toàn thể các vị khách quý có mặt trong hôn trường ngày hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe hạnh phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị, đoàn nhà trai hôm nay chúng tôi đến đây bao gồm đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, đại diện cho hai bên nội ngoại của gia đình ông Dũng, bà Yên, cùng với đó là các vị khách thân quý của gia đình và của cháu Quốc Tiệp cùng có mặt. Đặc biệt là có sự hiện diện của bà Yên là thân sinh gia chú rể Quốc Tiệp cũng có mặt trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Xin hội hôn cho một tràng pháo tay. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, cùng toàn thể các vị quan khách, cháu Quốc Tiệp và cháu Phương Liên sau một thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, hai cháu xác định tiến tới hôn nhân để cùng nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm và gắn bó bên nhau trọn đời. Được sự vun đắp của hai họ, sự đồng thuận của gia đình và sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Gia đình nhà tôi trai xin có tâm lễ xin dâu để thưa chuyện với các cụ, công các bà, quan họ nhà gái và ông bà Hiền Miến. Sau đó nhờ các cụ, công các bà bên họ nhà gái kính cáo với gia tiên cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón cháu Phương Liên và có lời mời tất cả
các cô, công các bà, thái đoàn, họ nhà gái sau buổi lễ tư quy này sẽ cùng về tại hôn trường họ nhà trai để làm lễ tân hôn cho hai cháu. Sau đây tôi xin mời bà Yên là đại diện cho họ nhà trai xin trao tấm lễ xin dâu cho vị đại diện họ nhà gái. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu, lời vấn danh, lời xin sự tán thành của vị đại diện họ nhà trai hướng tới gia đình họ nhà gái. Và ngay bây giờ, thưa quý vị thân mến, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng chứng kiến những tư liệu quý, những giây phút lịch sử đối với nhịp cầu tham gia của hai bên gia đình, đối với hạnh phúc tương lai của công dân Phương Liên và chiếc giày quốc tiệp, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tán thành đồng thuận của vị đại diện họ nhà gái. Còn quý vị hãy điểm tô cho không gian lịch sử và tuyệt vời này bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, quan viên bốn họ cùng các quan khách thân quý của hai gia đình và các thanh nam thanh nữ tú bạn của hai cháu, lời đầu tiên tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, để dự buổi lễ vô quy của hai cháu ngày hôm nay, họ nhà gái chúng tôi gồm có các cụ, các ông, các bà trong tổng tộc nhà chúng tôi và có ông nội của cháu, ông bà ngoại của cháu, bố mẹ thân sinh ra cháu, cùng các cô dì, chú bác bên nội, bên ngoài và các thành viên trong gia đình nhà chúng tôi. Vâng, kính thưa các cụ, ơn nhờ tổ ấm gia tiên của hai gia đình, ông bà Hiển Yến xin được cháu Phương Liên, ông bà Dũng Yên xin được cháu Quốc Tiệp. Vâng, hai cháu đến nay đã khôn lớn và trưởng thành, được sự nhất trí của đôi bên cha mẹ cho hai cháu tìm hiểu nhau. Vâng, đến nay hai cháu đã tâm đầu ý hợp, được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương công nhận hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày đại cát. Hai gia đình tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Tôi được ủy quyền của ông bà Hiển Yến đại diện cho họ nhà gái xin chấp thuận và nhận lễ kính dâng lên tổ đường. Vâng, kính thưa các cụ, trước khi đưa cháu về trước nhà, xin phép các cụ, các ông, các bà cho hai cháu lên dâng hương bái ước tổ đường. Sau hai cháu trở lại phòng trà, mời nước, mời chầu các cụ, các ông, các bà chào ông nội, ông bà ngoại, bố mẹ sinh sinh ra cháu. Và trước khi đưa cháu về trước nhà, thay mặt gia đình kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng các quan khách cùng họ nhà trai đưa cháu về trước nhà để tổ chức lễ thành hôn được thành công tốt đẹp ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng vị đại diện của họ nhà gái. Và trước khi đứng sinh thành của hai bên gia đình trao và nhận cơi chầu xin dâu của gia đình nhà trai, thì còn một nghi thức quan trọng của lịch sử xin được giới thiệu đại diện hai bên gia đình tiến lên phía trước. Xin mời đại diện gia đình nhà gái, đại diện gia đình nhà trai, xin mời hai ông hãy kết nối tình thông gia từ bây giờ. Một tràng vỗ tay chúc mừng của quý vị đi ạ. Và bây giờ thì xin mời lễ tân sẽ tiến cơ chầu xin dâu của gia đình nhà trai lên sân khấu để bà Yên sẽ trao cho bà Yến. Và lúc này thì chúng tôi xin được giới thiệu ông Hiển, người cha thân thương đáng kính của dòng Phương Liên. Ông sẽ tác thành dẫn lối cho thành viên mới của gia đình, đó là chú rể Quốc Tiệp và Phòng Loan. Đó là người con gái ông đã sinh thành đến mực yêu thương, rồi ông dẫn lối hai con về gian cửa đường để làm nghi lễ bái gia tiên. Xin mời ông Hiển, xin mời chú rể Quốc Tiệp. Một tràng vỗ tay chúc mừng của quý vị đi ạ. Ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng.
khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mà được sáng đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Lòng bỗng thấy xôn xao ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời. Thưa quý vị thân mến, theo lời lời thuần phong mỹ tục thì gia đình nhà trai đến đây xin dâu, thì lúc này chắc chắn gia đình nhà gái sẽ trao dâu để gia đình nhà trai nhận và đón về. Chính vì vậy mà chúng tôi giới thiệu bà Yến, người mẹ thân thương đáng kính của Cô Dâu Phương Liên. Lúc này thì bà hãy cầm khăn tay người con gái bé bọc mà trao về vòng tay yêu thương chở che của bà Yến Liên, để con bà chăm con bà đi, con bà sẽ được hạnh phúc. Một tràng vỗ tay của quý vị, và ngay bây giờ xin mời nhiếp ảnh gia hãy lưu lại khoảnh khắc này. Và sơ đẹp, sơ vang, sơ hoàng đạo đã điểm, xin mời hai bên gia đình chính thức thực hiện nghi thức hôn thư. Ngày vui nhất đời em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại mình trưng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất
thân mến, giờ đẹp, giờ vàng, giờ hoàng đạo, như hai bên gia đình ấn định và lựa chọn đã điểm. Ngay bây giờ, thời gian xin đưa ra quyết định của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm của chủ tịch Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên chính thức được bắt đầu. Đồng quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui, kia thăm mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Đò đưa em qua bên sông nhịp cầu, đưa em qua phố đông đặc, người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đồ chàng chàng, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trong chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Lớn lên, Lâm Nhật xin kính chào toàn thể quý vị ạ. Bây giờ Lâm Nhật và chủ đề Quốc Tiệp sẽ đi đón cô dâu ạ. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay, sắc báo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui, kia thăm mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Đò đưa em qua bên sông nhịp cầu, đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đồ chàng chàng, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trong chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Vỗ tay cả nhà ơi, vỗ tay lớn ha. Lâm Nhật xin chào toàn thể quý cô bác, các ông bà, các cụ công, các bà con má, các anh chị và các bạn, quan viên hai họ, lời chúc sức khỏe, lời chào yêu thương và nồng nhiệt nhất. Xin được cảm ơn ca sĩ Lâm Nhật rất nhiều đã dẫn lối cho hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên được tạo dựng một cách hoàn hảo và vô cùng ấn tượng. Xin mời quý vị cùng hãy vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón và chúc mừng đi ạ. Cảm ơn quý vị, Lâm Nhật rất là vinh dự được gia đình đàn trai anh Dũng và chị Liên đã giao nhiệm vụ là dẫn chú rể Quốc Tiệp xuống ngay thảm đỏ để đón cô dâu Phương Liên từ tay người cha ruột, người thân sinh của mình, trao Phương Liên vào tận tay của chủ đề Quốc Tiệp. Và Lâm Nhật là cái người hạnh phúc, xúc động,
đi hát 30 năm rồi và hôm nay Lâm Nhật rất là bồi hồi, rất là xúc động với một hình ảnh rất đẹp. Lâm Nhật đã hát đám cưới trên đường quê, vui trong ngày cưới. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn ca sĩ Long Nhật rất nhiều. Và ngay bây giờ thưa quý vị thân mến, chúng tôi cũng mong muốn toàn thể quý vị dành tất cả sự quan tâm và tình cảm để hướng ra vị trí danh dự cùng với chú rể Quốc Tiệp, cô dâu Phương Liên và ban tổ chức của buổi lễ thành hôn hôm nay, dành một sự chào đón xứng đáng cho đấng sinh thành của hai bên gia đình. Xin mời các bà hãy tiến về trung tâm sân khấu. Thưa quý vị thân mến, tại lối đi danh dự, lối đi được trải thảm đỏ, biểu tượng cho may mắn, cho hạnh phúc, chúng tôi đang được chào đón xin diện của ông Dũng và bà Yên, đấng sinh thành của chú rể Quốc Tiệp, ông Hiển và bà Yến, đấng sinh thành của cô dâu Phương Liên, đang tiến lên sân khấu để trao gửi cho các con những lời cầu chúc tốt đẹp với tình thương yêu thương bao la rộng lớn của những đấng sinh thành. Xin mời quý vị cùng chào đón và chúc mừng. Thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa đi ạ. Được chúc mừng đấng sinh thành của hai bên gia đình. Chú Tuấn Linh cảm ơn hai thiên thần bé nhỏ. Lúc này thì các bạn đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ về với vòng tay của bố mẹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn nhỏ thiên thần đáng yêu. Thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để ban tổ chức của chúng tôi xin được giới thiệu chú rể Quốc Tiệp, cô dâu Phương Liên và đấng sinh thành của hai bên gia đình. Xin được cúi chào ra mắt và tri ân toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, vậy là câu chuyện hạnh phúc và tình yêu của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên được bắt đầu vào một ngày tràn đầy mơ ước khi định mệnh và tình yêu đã gọi tên họ, trao cho họ một cơ hội gặp gỡ từ tình bạn. Rồi với thời gian, họ đã nuôi nấng để những trái tim thổn thức yêu thương đã gắn kết với nhau những tâm hồn, những mơ ước. Rồi họ đã trao cho nhau sự tình yêu trọn vẹn, nguyện thề suốt cuộc đời này đồng hành, kể vai sát cánh, yêu thương thủy chung tôn trọng để xây dựng một mái ấm gia đình, để thực hiện hành trình hạnh phúc trăm năm. Và trong những ngày qua, được sự đồng thuận tuyệt đối của hai bên gia đình, được sự chứng kiến hợp pháp của chính quyền địa phương hai nơi, hôm nay trên một mảnh đất địa linh nhân kiệt tại làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, trong khoảnh khắc thiêng liêng và nhiệm màu vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, cũng nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, hành trình hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên sẽ được bắt đầu sau một tràng vỗ tay chúc mừng của toàn thể quý vị. Kính mến, được đón tiếp xin diện đông đủ của toàn thể quý vị trong ngày vui trọng đại hôm nay là một niềm vinh dự vô cùng lớn lao đối với hai bên gia đình. Đây cũng là tiền đề, là hành trang, là điểm tựa quan trọng và vững chắc cho hạnh phúc tương lai của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Vậy ngay bây giờ, hiện diện tại vị trí danh dự trên trung tâm sân khấu, đứng ở giữa là chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Đứng bên cạnh chú rể Quốc Tiệp là đấng sinh thành ông Nguyễn Ngọc Dũng, bà Nguyễn Thị Yên. Đứng bên cạnh cô dâu Phương Liên là đấng sinh thành ông Tạ Duy Hiền và bà Lê Hải Yến. Ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đại diện hai bên gia đình có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho hai gia đình anh em thông gia chúng tôi xin gửi tới quý các cụ, quý ông bà, cô bác anh chị cùng các bạn nam thanh nữ tú của hai con chúng tôi lời chào yêu thương, lời kính trọng nhất. Vâng, kính thưa quý các cụ, quý các ông, quý các bà, cô bác anh chị,
cùng toàn thể các quý vị. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi được sự thịnh tình của các cụ, các ông, các bà cùng các quý vị, cùng các bạn của hai con tôi đã bớt chút thời gian và ngọc tới chung vui và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Không biết nói gì hơn, sự thịnh tình của các cụ, hai gia đình chúng tôi xin tạc dạ ghi lòng. Một lần nữa, nhân dịp đầu xuân năm mới, nhân dịp lễ hội Bình Đà sắp tới, cho tôi gửi tới tất cả quý các cụ, quý các ông, quý các bà, quý cô bác anh chị, cùng các bạn nam thanh nữ tú của hai con chúng tôi, một lời cầu chúc năm mới nhà nhà vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu học giỏi chăm ngoan, thế xuất danh nho, vạn đại đa đinh tài. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Dũng, đấng sinh thành của chủ tịch Quốc Tiệp, đã đại diện cho hai bên gia đình gửi tới quý vị những thông điệp, những món quà tri ân vô cùng xứng đáng và ý nghĩa. Và ngay bây giờ, thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục đón nhận một lời mời chân thành sâu sắc tới từ ông Nguyễn Ngọc Dũng. Vâng, kính thưa quý các cụ, quý ông, các bà, quý cô bác, anh chị cùng các bạn nam thanh nữ tú, hôm nay gia đình tôi, anh em chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các con, cho hai con chúng tôi. Gia đình giờ phút này có ly rượu và tổ chức tiệc để chúc phúc cho hai con chúng tôi. Vậy xin chân thành kính mời các cụ, các ông, các bà cùng các quý vị lân cốc chúc mừng, chúc hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị thân mến, trong thời gian qua thì hai bên gia đình đã tác thành đồng thuận cho hạnh phúc trăm năm của chủ tịch Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên bằng những nghi thức đúng với truyền thống văn hóa và tâm linh của người Việt Nam. Rồi tại gian từ đường của hai bên gia đình, cô dâu và chú rể đã thắp lên những nén tâm nhang để kính báo đất trời, tạ ơn hồng phúc của tổ tiên, để đón nhận những truyền thống tốt đẹp, những yếu tố an lành, may mắn cho hạnh phúc tương lai. Còn tại buổi lễ thành hôn trọng đại ngày hôm nay, trong khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa này, xin mời chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên hãy hướng mắt về nhau để trao cho nhau vòng nhẫn cưới yêu thương. Xin mời. Thưa quý vị kính mến, giữa biển người mênh mông xuôi ngược, chỉ có thể là định mệnh và tình yêu dẫn lối và gắn kết trái tim, tâm hồn và mơ ước của chàng trai trẻ Quốc Tiệp, cô gái trẻ tràn đầy mơ ước Phương Liên. Rồi họ đã vượt qua biết bao thăng trầm, gian nan, thử thách từ địa lý, lòng người và hoàn cảnh. Họ đã trao cho nhau sự tin yêu trọn vẹn. Với tất cả những gì sắc son chung thủy họ nguyện thề suốt cuộc đời này dành cho nhau, thì lúc này họ đã trao cho nhau vòng nhẫn cưới yêu thương, là vòng tròn hoàn hảo và nhiệm màu suốt cuộc đời này sẽ bảo vệ cho hạnh phúc và tình yêu. Chúng tôi cũng xin trịnh trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, Quốc Tiệp và Phương Liên, họ đã chính thức nên vợ thành chồng. Giờ thì Quốc Tiệp và Phương Liên, hai bạn có thể dành cho nhau một cái ôm đủ rộng lớn, đủ yêu thương, cũng có thể dành cho nhau một nụ hôn sâu sắc và nồng nàn để đánh dấu hành trình hạnh phúc trăm năm. Xin mời. Hai bạn hãy làm những gì mà trái tim mách bảo. Chúng tôi chẳng có một cái lời hướng dẫn hay kịch bản nào cho khoảnh khắc này. Xin mời quý vị cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Rất ngọt ngào, lãng mạn và lan tỏa. Xin chúc mừng hai bạn. Xin mời hai bạn tiến về tháp bánh ngọt ngào để thực hiện nghi lễ cắt bánh cưới. Mm-hmm.
vàng thu dài. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngay bây giờ bằng những hành động thiết thực, xin mời chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên tiến về bàn tiệc bánh đang để những ly rượu danh dự hướng đến đấng sinh thành của hai bên gia đình bằng sự hiếu kính, lòng biết ơn gửi đến những đấng sinh thành những ly rượu danh dự hiếu kính. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị nâng cao ly của mình lên ạ. Trong ngày vui hôm nay, nếu như được sự chung vui càng đông của những vị khách quý thì hạnh phúc tương lai của Quốc Tiệp và Phương Liên sẽ gặp nhiều may mắn và nhịp cầu thông gia của hai bên gia đình sẽ trường tồn vĩnh cửu. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nâng ly. 1, 2, 3, yo! 2, 3, yo! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc! Trân trọng cảm ơn quý vị, xin được chúc mừng hai bên gia đình, chúc mừng hạnh phúc trăm năm của chủ tịch Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Ngay bây giờ sẽ là những khoảnh khắc lắng đọng yêu thương ngập tràn hạnh phúc khi chúng tôi giới thiệu ông Dũng và bà Yên, đấng sinh thành của chủ tịch Quốc Tiệp sẽ dành tặng những món quà, những nguồn lộc viên, những hành trang quan trọng và ý nghĩa cho hai con với hành trình hạnh phúc trăm năm. Xin mời Phương Liên hãy thành kính cúi đầu đón nhận những tình cảm, sự trao gửi niềm tin tới từ mẹ Yên. Là những món quà tràn đầy tình cảm. Rất nhiều những món quà được đựng trong chiếc hộp màu đỏ. Theo thuật phong thủy, màu đỏ là biểu tượng của may mắn, của thành công. Còn màu vàng hoàng kim là biểu tượng cho phú quý giàu sang. Những điều ước tốt đẹp đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, đồng hành với hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Nếu như ngay bây giờ quý vị cùng với chúng tôi cầu ước bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Xin được giới thiệu ông Dũng, đấng sinh thành của chú rể Quốc Tiệp. Ông sẽ trao gửi một món quà ý nghĩa cho thành viên mới của gia đình, đó là người con dâu xinh xắn, cô dâu Phương Liên. Xin mời ông ạ. Vâng, một cử chỉ nhắn gửi rất nhiều những thông điệp, như một nguồn động viên, một lời động viên dành cho cô dâu Phương Liên tới từ bố Dũng, là mong bạn hãy biết kính trên nhường dưới, yêu thương kính trọng ông bà cha mẹ và dành cho Quốc Tiệp của bố Dũng sự thủy chung, sự chăm lo gia đình, để Quốc Tiệp sẽ luôn luôn phấn đấu trong sự nghiệp để đem lại những yếu tố quan trọng để gia đình hạnh phúc. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một dân, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi muôn dòng. Sau nghi thức trao quà thì ban tổ chức xin được giới thiệu đấng sinh thành của hai bên gia đình sẽ dẫn lối hai con tiến về bàn tiệc chúc mừng hạnh phúc để cảm ơn những vị khách quý của hai bên gia đình. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là những khoảnh khắc khúc nhạc hân hoan mừng dệt thảo, muôn hoa đua sắc đón dâu hiền, chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên xin được bắt đầu khi chúng tôi giới thiệu lên sân khấu một giọng ca rất là ấn tượng, vừa mới đáp chuyến bay từ Hoa Kỳ về đến đây để chung vui với gia đình, để chúc mừng sự hiện diện của quý vị, để nâng cánh ước mơ cho hạnh phúc trăm năm của Quốc Tiệp và Phương Liên. Xin mời lên sân khấu nam ca sĩ Đan Phương. Lời nói đầu tiên, Đan Phương xin thân ái kính chào toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Đan Phương rất là vui hôm nay đến đây góp vui cho quý vị ở nơi đây. Đặc biệt là Đan Phương xin kính chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Xin kính chúc cho quý vị dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng và thoải mái ạ. Cảm ơn quý vị.
Bài hát đầu tiên Đăng Phương chọn tặng cho cô dâu và chú rể cùng với quý vị có mặt hôm nay, một ca khúc cũng rất là vui nhộn của nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát có tựa đề Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị vỗ tay cho vui nào. Đám cưới mà. Ôi da, có ai nhảy không? Lên nhảy cùng Đăng Phương nào. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lặng loài phải không em? 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót vong thân, ta chót vong ngân, mang túi hoa niên làm kiếp lưu đầy. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoảng vi vu ngàn lầu xanh. Ngoài kia là đồng hương thơm lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chúng đôi như ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lặng loài phải không em? 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót vong thân, ta chót vong ngân, mang túi hoa niên làm kiếp lưu đầy. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoảng vi vu ngàn lầu xanh. Ngoài kia là đồng hương thơm lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chúng đôi như ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Hết rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Chân thành cảm ơn quý vị. Thank you. Thì Đăng Phương xin được nhường sân khấu lại cho anh Si rất là đẹp trai. Xin được trân trọng cảm ơn ca sĩ hải ngoại Đăng Phương. Thưa quý vị thân mến, trong những ngày qua thì gia đình ông Dũng và bà Yên đã dành một cái quỹ thời gian mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng để kết nối với ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Mai Lan
là giọng hát giải nhất Bolero Việt Nam 2018. Rồi người con gái đáng yêu của ca sĩ Long Nhật, đó là ca sĩ trẻ Trúc Chi, đã và đang sẵn sàng mang trong hành trang của mình những món quà âm nhạc đặc sắc để kính chúc quý vị có một bữa tiệc ngon miệng, thật nhiều niềm vui. Vừa rồi thì quý vị đã được thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Đan Phương. Và bây giờ thì xin mời quý vị cũng hãy dành một tràng vỗ tay xứng đáng để chào đón ca sĩ Mai Lan. Lời đầu tiên cho phép Mai Lan xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị quan khách đã đến đây để chúc phúc cho gia đình. Xin cảm tạ sự hiện diện của quý vị. Và kính thưa quý vị, những tràng pháo tay của quý vị chính là những món quà nồng nhiệt nhất, hạnh phúc nhất dành cho anh chị em nghệ sĩ tham gia trong chương trình, và đặc biệt là dành cho cô dâu chú về. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, tràng pháo tay này cũng là một món quà để dành tặng cho ban nhạc, chơi rất là hay. Xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, ca khúc Hoa Cau Vườn Trầu. Kết duyên cho hai bạn trẻ, và các bạn sẽ không thể sống thiếu nhau giống như tình cây và đất.
Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Tình Cây Và Đất. Và một lát nữa Mai Lan sẽ quay trở lại cùng nam ca sĩ Long Nhật. Và ngay sau đây xin nhường lời cho MC. Xin được trân trọng cảm ơn nữ ca sĩ Mai Lan đã gửi đến quý vị những món quà âm nhạc mà chúng tôi nghĩ rằng rất tuyệt vời. Cũng xin được cảm ơn các thành viên trong ban nhạc Hoàng Thanh đã đệm cho nữ ca sĩ Mai Lan với những bản nhạc vô cùng hoàn hảo vừa rồi. Và ngay bây giờ thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ dành một sự động viên, một sự chào đón cho cô con gái lớn trong gia đình ca sĩ Long Nhật, đó là ca sĩ Trúc Chi. Xin mời Trúc Chi. Một tràng vỗ tay của quý vị đi ạ. Vâng, xin mời vị rất nhiều ạ. Và lời nói đầu tiên, con xin gửi đến tới quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Hôm nay là ngày vui của anh
Quốc Điệp và chị Phương Liên. Em xin chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc và đầu năm thì thêm người mà cuối năm cũng thêm người nha. Và xin chúc cho Quang Duyên hai họ được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Quý vị có thể cho con một tràng vỗ tay lớn lên có được không ạ? Vâng, xin mời vị rất là nhiều. Bài hát đầu tiên con xin gửi được quý vị một bài hát của nhạc sĩ anh Việt Thu, ca khúc được mang tên Nếu Được Làm Người Tình. Xin vị cùng lắng nghe. Oh,
ơn Việt rất là nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bài hát kế tiếp em xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Gia Hoài Linh. Ca khúc được mang tên Sầu Tím Thiệp Hồng. Và ca khúc này em sẽ song ca với người cha của em, đó là ngôi sao ca nhạc Long Nhật. Quý vị có thể cho ba em một tràng vỗ tay lớn lên không ạ? Vâng, xin quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Alo, 1, 2, 3, 4. Quý vị vỗ tay còn nhỏ quá à. Chắc cả nhà phải vỗ tay lớn lên ạ. Vỗ tay lớn lên quý vị ơi, Long Nhật và con gái song ca quý vị nghe. Từ lúc quen nhau chưa nói vỗ tay, vỗ tay. Tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm năm sao mơ ước duyên mình bền lâu suốt đời tình thắm. Còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi những đổ rồi lại thôi. Hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ấm tắt ngay trong lòng. Chỉ thấy tiễn đưa lá thu chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn tương bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Chào yêu thương và kính trọng nhất. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh trai. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ấm tắt ngay trong lòng. Chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mấy, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kết hoa
Dạ, hôm qua đến giờ các nghệ sĩ hát liên tục, mấy suất liên tục. Tối hôm qua một cái live show mấy tiếng đồng hồ tới khuya. Sáng nay còn qua bên đàn gái hát nữa. Và chiều nay lại gặp gỡ quý vị trong cái đại lễ thành hôn của hai con Quốc Tiệp và Phương Liên. Một ca khúc tiếp theo, vỗ tay cho to lên hát bài tủ quý vị nghe. Bài này đúng ra là hôm Tết Long Nhật về hát trong chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 cho cả nước xem trong cái đêm giao thừa Tết Nguyên Đán vừa rồi đó. Nhưng mà thưa quý vị, bị dịch đúng không? Tết vừa rồi mình dịch nên là chương trình không có diễn ra được. Long Nhật về hát ở trong quay ở trong studio của đài thôi, rồi phát sóng lại cho khán giả cả nước và kiều bào nước ngoài xem trên kênh VTV Đài Truyền Việt Nam. Bây giờ Long Nhật hát bù, quý vị chịu không? Vỗ tay Long Nhật hát bù nè. Rồi, cũng không quên chúc cho hai con hôm qua chúc rồi. Một lát có nhiều bài hay nữa dành cho chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Còn bây giờ sẽ bù lại cho quý vị một ca khúc mà hôm Tết chưa hát được bởi vì dịch. Kính mời quý vị cùng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Hoàng, Tình Ca Mùa Xuân của nhạc sĩ Trần Hoàng. Cảm ơn em. Đưa tay lên cao này, đưa tay. Quý vị đưa tay cao này. Bên trái à. Nhạc lớn, mic lớn cho anh. Em ơi em, mùa xuân đã về trên cánh lá. Tiếng chim kêu ngọt quá, cho trời xanh xanh thẳm. Đất chuyện mình sinh sôi trong ánh mắt em cười có màu xanh non nước, trong vòng tay mơ ước có hình dòng kinh xa. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, gọi đông chín vàng. Ngày anh đi cách xa, quay sao được nỗi nhớ. Thương nhau dù cách trở, giữ trọn lời tin nhau. Trên chiến tuyến xa vời, có bàn tay anh chắc. Nơi hậu phương xa lắc, vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi qua đi, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu. Như những tháng
Được chưa? Dạ, sao cô? Nghe nữa không à? Vỗ tay nhỏ xíu vậy nè. Tiên duyên tiền định, tiên duyên tiền định đi. Nhảy lên bài cho vui đi. Hôm qua Lâm Nhật có hứa là chúc cho Quốc Tiệp và Phương Liên là hôm nay mới là đầu, mới là mình mới tháng 2 thôi. Vẫn là mùa xuân đúng quý vị? Vẫn là mùa xuân. À, tháng 2 vẫn là mùa xuân. Chúc cho Quốc Tiệp, Phương Liên cũng như hai gia đình của mình đầu năm tổ chức đám cưới thì cuối năm làm sao? Hôm qua nói rồi cuối năm sao? Có tin vui gì? Có thêm người, có cháu, có con bé, bằng con trai, con gái gì cũng được. Cứ để đầy đàn là vui rồi, phải quý vị? Quý vị cùng nghe Thiên Duyên Tiền Đình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sao nợ như đón chào, nhờ anh tìm đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên dai ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho buồn tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian anh cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Quốc Tiệp, chú để đâu? Cô dâu đâu? Cô dâu đâu? Cô dâu đâu rồi? Đứng lên đâu? Hai đứa lên đây, hai đứa lên đây chú. Lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Nốt bài này, nốt bài này đã. Lên đây. Bài này tặng đứa trai con nè. Tránh ra, tránh ra. Để chú dẫn con đi. Vỗ tay cả nhà ơi. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhưng anh tìm đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo chẳng dám hướng cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên dai ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Đọc chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho vui tròn như anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sang hèn thế nào. Thế anh nào ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Anh đây. Đang tin đoán như anh thật khôn quá trời. Duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Yeah. Này, tôi chưa thấy cái chú rể nào mà thiệt thà như Quốc Tiệp. Chú bảo là bỏ cái tay ra ôm vòng cái tay, mà cứ nắm chặt khư tay vợ này. Ôm qua đây này, ôm qua đây, giữ chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Không cho Trung Quốc là xâm phạm đâu. Trường Sa Hoàng Sa là của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Một tràng pháo tay nhạc thật lớn dành cho cô dâu chú rể. Rồi, đưa vợ xuống đi từ từ. Trời đẹp quá, hai đứa đẹp quá. Hát bài remix rồi đi. Bài nữa quý vị. Bài nữa đi. Ok. Muốn chụp ảnh thì lên đây. Vừa hát vừa chụp. Câu hò bí dậm đi, câu hò bí dậm đi. Lên đây, vừa hát bây giờ mình. Hát một bài miền Trung chịu không? Hát bài quê hương miền Trung chịu không à? Chịu không? Bài này cũng hợp với đám cưới, rất ý nghĩa lắm. Đứng lên đây. Tính hát đám cưới đi được quê hương, nhưng mà sáng nay mình đã hát bài này ở bên nhà gái rồi. Nhạc luôn. Cả nhà cùng vỗ tay với...
anh yêu em như câu hò ví dặm. Lâm Nhật đứng vào giữa, đứng vào giữa mới đẹp. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt buồn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu ví dặm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển đông sóng gầm gào. Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu, như dòng sông lúc vơi rơi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Anh Minh, một tràng vào đây thật lớn dành cho anh Minh đẹp trai. Cảm ơn anh Minh nhé. Cảm ơn anh. Là bởi vì mình thương quá, mình yêu quá rồi mình mới giận mới hờn. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt buồn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu ví dặm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển đông sóng gầm gào. Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu, như dòng sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chia tay được chưa? Mai Lan đâu rồi? Xin mời Mai Lan và ban nhạc trở lại sân khấu giúp Long Nhật. Một tràng pháo tay từ Long Nhật dành cho sự trở lại của nữ ca sĩ Mai Lan. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì Mai Lan sẽ cùng anh Long Nhật gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, ca khúc Con Đường Xưa Em Đi. Khi nào anh hát ra đường thì hát gì? Kính thưa quý vị,
trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Còn em đôi mi ngóng theo đường vắng me hỏi còn ai cô người xa cuối trời. Đôi ơi, tiếng thắm thanh dài, kẻ ấm đôi lời, mình còn nhau thương hoài. Em ơi, màu áo phong dương, mình ngựa quý hoàng, được bàn tay phải nhường sân khấu lại cho ca sĩ Mai Lan rồi à, và một lát nữa đây quý vị còn nghe ban nhạc hòa tấu nữa. Cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn. Cảm ơn quý vị. Lâm Nhật phải nhường sân khấu lại cho các nghệ sĩ một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị.